Chào mừng quý vị và các bạn đón xem bản tin thời sự tuần này của Thời báo Tân Di Dân Toàn Cầu. Trải nghiệm không gian văn hóa ẩm thực độc đáo của người Hồi giáo trong ngày lễ Eid al-Fitr tại công viên rừng Đại An. Năm nay, tháng ăn chay Ramadan của người Hồi giáo bắt đầu từ ngày 23 tháng 3 và kết thúc vào ngày 20 tháng 4. Sau khi tháng Ramadan kết thúc, người Hồi giáo sẽ đón lễ hội quan trọng nhất trong năm, Eid al-Fitr. Ngày 23 tháng 4, thành phố Đài Bắc sẽ tổ chức lễ hội tại công viên rừng Đại An với nhiều hoạt động thú vị. Hoạt động năm nay gồm 5 chủ đề chính, bao gồm biểu diễn sân khấu, khu vực trải nghiệm văn hóa, khu picnic, hội chợ Halal và triển lãm du lịch Hồi giáo. Đặc biệt, hội chợ Halal hội tụ hơn 30 gian hàng, bày bán các món ăn Hồi giáo đã được chứng nhận tiêu chuẩn, cho phép người dân có cơ hội được thưởng thức ẩm thực của nhiều quốc gia khác nhau mà không cần phải ra nước ngoài. Đài Loan nới lỏng quy định phòng dịch, từ ngày 17 tháng 4, miễn đeo khẩu trang trên phương tiện công cộng. Trung tâm Chỉ đạo và Phòng chống dịch bệnh Trung ương tuyên bố, từ ngày 17 tháng 4 sẽ nới lỏng quy định mang khẩu trang đối với người sử dụng phương tiện giao thông công cộng. Theo đó, ngoại trừ cơ sở y tế và xe cứu thương vẫn đeo khẩu trang theo quy định, người dân có thể tự quyết định đeo hoặc không đeo khẩu trang trên phương tiện giao thông hay khi ra vào trường học. CCC bày tỏ, xét thấy hiện nay khả năng miễn dịch cộng đồng đã được nâng cao, đe dọa của các biến thể virus không còn nghiêm trọng và người dân được tự quyết định đeo khẩu trang tùy theo tình hình, vì vậy quyết định điều chỉnh quy định phòng dịch theo xu thế chung của thế giới. Quy định bắt buộc đeo khẩu trang cũng sẽ được thay thế bằng khuyến nghị đeo khẩu trang trên xe đưa đón của trường học, nhà trẻ. Giáo viên, học sinh, sinh viên có thể lựa chọn đeo hoặc không đeo khẩu trang. Khóa học miễn phí về nghiên cứu tiếp thị truyền thông kỹ thuật số dành cho tân di dân tại Đài Bắc. Trung tâm Dịch vụ Việc làm Đài Bắc thông báo sẽ tổ chức khóa học tiếp thị truyền thông kỹ thuật số dành cho tân di dân quan tâm đến xây dựng và phát triển thương hiệu cá nhân trên các nền tảng mạng xã hội vào ngày 19 tháng 4. Nội dung khóa học bao gồm hướng dẫn sản xuất nội dung và kỹ năng truyền thông tiếp thị và giới thiệu các nền tảng truyền thông đa phương tiện online phổ biến hiện nay. Ngoài ra, tại khóa học, Trung tâm Dịch vụ Việc làm Đài Bắc cũng sẽ giải thích những thông tin liên quan về tài nguyên khởi nghiệp, tìm việc làm và đào tạo nghề mà đơn vị này cung cấp cho tân di dân. Khóa học tiếp thị truyền thông kỹ thuật số dự kiến diễn ra từ 9 giờ đến 20 giờ 30 ngày 19 tháng 4. Thông tin chi tiết và phương thức đăng ký tham gia khóa học vui lòng truy cập website Trung tâm Dịch vụ Việc làm Đài Bắc. KOL Đài Loan bắt trend Taiwan Yummy Tour quảng bá du lịch Đài Loan. Mới đây, Cục Du lịch đã mời 35 KOL nổi tiếng đến từ Thái Lan, Việt Nam và các quốc gia tân hướng Nam khác tham gia thử thách Taiwan Yummy Tour trên nền tảng mạng xã hội Instagram. Ngoài ra, đơn vị này còn đặc biệt ra mắt thử thách Bubble Tea với chủ đề là đồ uống nổi tiếng của Đài Loan, trà sữa trân châu. Người tham gia thử thách sẽ có cơ hội nhận thưởng. Đặc biệt, các địa danh nổi tiếng của Đài Loan như tòa nhà Thái Bảy 101, công viên địa chất xã Liễu hay lễ hội đèn lồng Bình Khê được sử dụng làm phong điền cho trò chơi. Vì vậy, người tham gia có thể vừa chơi game, vừa ngắm nhìn những cảnh quan đẹp mắt của đảo Ngọc. Nhanh tay lựa chọn filter Taiwan Yummy Tour trên Instagram là có thể thấy các đặc sản nổi tiếng của Đài Loan như tiểu long bao, gà rán, đậu phụ thối, cảm nhận sức hút khó cưỡng của ẩm thực Đài Loan.